Dùng nước detox thì nhiều nàng sẽ nghĩ ngay tới công dụng thanh lọc cơ thể, tăng cường sức đề kháng và hệ miễn dịch. Nhưng các nàng có biết rằng những loại nước đó cũng mang lại công dụng giảm cân cực kỳ hiệu quả hay không? Và trong video này, các chị em hãy cùng Blog Đẹp khám phá nghe top 8 loại nước detox giảm cân cực kỳ thơm ngon, giúp cải thiện vóc dáng nhanh chóng nha nha. 1. Nước detox giảm cân cấp tốc, dưa chuột, chanh. Loại nước detox đầu tiên mà các nàng nên thử ngay tại nhà chính là chanh và dưa chuột. Công thức nước detox giảm cân này không chỉ an toàn cho sức khỏe mà còn giúp vẻ đẹp cải thiện vóc dáng nhanh chóng. Bởi dưa chuột có hàm lượng chất xơ và nước dồi dào, giúp ích cho quá trình trao đổi chất, hỗ trợ tiêu mỡ cực kỳ hiệu quả. Nguyên liệu: một quả dưa chuột, một quả chanh tươi và vài lá bạc hà. Cách thực hiện nước detox giảm cân từ dưa chuột và chanh như sau. Dưa chuột rửa sạch, không gọt bỏ lớp vỏ, thái mỏng vừa. Chanh cũng thực hiện tương tự, lá bạc hà nhặt sạch. Ngâm tất cả nguyên liệu trên vào trong nước uống, để qua đêm thì sáng hôm sau là có thể dùng được. 2. Dâu dưa chuột, nước detox giảm cân thần thánh cho các chị em. Dâu tây và dưa chuột là combo nước detox giảm cân tuyệt vời cho các chị em. Ngoài công dụng giảm cân, lên nước detox này còn giúp các nàng làm sạch gan tự nhiên và chống oxy hóa cho làn da cực kỳ tốt đó nha. Nguyên liệu: 250g dầu cắt nhỏ, 250g dưa chuột lát mỏng và một ít gừng giã nhuyễn. Các bước làm nước detox giảm cân từ dâu và dưa chuột như sau. Bạn cho tất cả các nguyên liệu đã chuẩn bị vào bình, đổ nước vừa ngập các nguyên liệu. Để từ 3 đến 5 giờ hoặc là bỏ qua đêm, thêm đá và thưởng thức. 3. Lấy lại vóc dáng thon gọn với nước detox, dưa hấu và dâu tây. Không chỉ có công dụng giải khát trong những ngày hè trời nóng, mà dưa hấu còn giúp các chị em thanh lọc cơ thể rất là hiệu quả nhờ vào thành phần chứa 94% là nước. Khi bạn kết hợp chung với dâu tây sẽ tạo nên một loại nước detox giảm cân cực kỳ hiệu quả cho phái đẹp, giúp loại bỏ độc tố ra bên ngoài cơ thể, cải thiện quá trình trao đổi chất, nhờ vậy mà giúp các nàng giảm cân nhanh chóng. Nguyên liệu: 1/4 quả dưa hấu, 3-4 quả dâu tây. Để sử dụng nước detox giảm cân dưa hấu và dâu tây, bạn cần làm như sau. Rửa sạch dâu tây, dưa hấu. Dưa hấu thì đem gọt vỏ và loại bỏ bớt hạt, thái thành miếng, hình vuông nhỏ, dâu tây thì thái lát, cho nước lọc vào bình rồi đậy kín nắp. Cuối cùng để trong ngăn mát tủ lạnh, để khoảng 2 giờ là các nàng đã có thể sử dụng được rồi. 4. Dưa hấu bạc hà, nước detox giảm cân nhanh chóng cho phái đẹp. Một loại nước detox giảm cân hữu ích mà các nàng nên thử ngay chính là dưa hấu và bạc hà. Dưa hấu chứa thành phần calorie thấp, cung cấp nhiều vitamin A, B, ngăn ngừa lão hóa. Chanh thì giàu vitamin C, tốt cho hệ miễn dịch và giảm cân hiệu quả. Thêm một chút lá bạc hà sẽ giúp các nàng có ngay một tinh thần thoải mái, tỉnh táo nhất nha. Nguyên liệu: 1 lát dưa hấu 250g bỏ hột cắt nhỏ, 2 lá bạc hà, 1 lát chanh mỏng. Cách làm nước detox giảm cân từ dưa hấu và bạc hà như sau. Cho tất cả nguyên liệu vào một chiếc bình 1 lít, đổ nước vừa ngập nguyên liệu. Để từ 3 đến 5 giờ hoặc là để qua đêm. Khi uống, chị em chỉ cần bỏ thêm đá là được. 5. Nước detox giảm cân nhanh chóng, táo và chanh. Nhắc đến loại nước detox giảm cân nhanh chóng cho phái đẹp thì không thể bỏ qua táo và chanh. Công thức nước detox giảm cân này có thể giúp bạn loại bỏ kim loại nặng ra khỏi cơ thể, giảm cholesterol, giảm cân nhanh chóng và tốt cho hệ tuần hoàn. Nguyên liệu: 1 trái táo cắt lát, 3 lát chanh cắt mỏng. Cách điều chế nước detox giảm cân từ táo và chanh cụ thể như sau. Chuẩn bị 1 lít nước và cho toàn bộ nguyên liệu vào, để từ 3 đến 5 giờ hoặc là để qua đêm, thêm đá vào trước khi uống. 6. Chanh vàng, gừng, nước detox giảm cân hiệu quả nhất. Các chị em cũng có thể thử công thức nước detox giảm cân từ chanh vàng và gừng ngay tại nhà nha. Hai nguyên liệu này có khả năng chống oxy hóa và giải độc, phục hồi năng lượng cho cơ thể cực kỳ hiệu quả đó nha. Nguyên liệu: 250g chanh vàng, 1 ít gừng giã nhuyễn. Cách làm nước detox giảm cân với chanh vàng và gừng như sau. Cho gừng và hòa cùng 500ml nước, sau đó cho chanh vào ngâm từ 3 đến 5 giờ. Các nàng nhớ bỏ thêm đá trước khi thưởng thức nha. 7. Mèo giảm cân tại nhà chỉ bằng nước detox, dứa, chanh và gừng. Công thức nước detox giảm cân từ dứa, chanh và gừng vừa có công dụng thanh lọc, giải độc cơ thể, bổ sung vitamin, đồng thời giúp tăng cường sức khỏe, mang đến hiệu quả giảm cân thần tốc cho các nàng đó nha. Nguyên liệu: 1/2 quả dứa, 1/2 quả chanh, vài lát gừng. Bạn có thể làm nước detox giảm cân từ dứa, chanh và gừng theo các bước sau đây. Xay nhuyễn dứa rồi vắt chanh và thêm vài lát gừng, sau đó cho hỗn hợp vào ly và thưởng thức ngay. 8. Nước detox giảm cân bổ dưỡng cho phái đẹp, táo và quế. Trong khi táo chứa rất ít calo, chất béo và giàu chất xơ,
thì quế lại có khả năng ngăn ngừa sự tích tụ của chất béo, từ đó hỗ trợ rất tốt cho quá trình giảm cân. Sự kết hợp hoàn hảo giữa hai nguyên liệu này sẽ giúp bạn có được loại nước detox giảm cân vô cùng tuyệt vời và giữ vóc dáng thon gọn, thanh lọc độc tố ra khỏi cơ thể. Nguyên liệu: một quả táo, vài thanh quế. Cách làm nước detox giảm cân này như sau: thái táo mỏng, bỏ hạt, sau đó thả vào bình. Quế để cả thanh hoặc là bẻ ra thành đoạn, tùy theo ý thích, rồi cho vào bình cùng với táo. Đổ nước đầy bình, quấy đều lên và để trong ngăn mát tủ lạnh. Qua đêm là có thể sử dụng cho cả ngày hôm sau rồi đó. Trên đây là top 8 loại nước detox giảm cân cực kỳ đơn giản, hiệu quả dành cho các chị em. Hy vọng những công thức mà Blog Đẹp gợi ý trong video này sẽ giúp các nàng ngày càng khỏe mạnh và sớm có được vóc dáng thon gọn, săn chắc như ý muốn bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Các bạn thấy những thông tin làm đẹp mà Blog Đẹp vừa cung cấp như thế nào? Có thể để lại bình luận bên dưới để chia sẻ nha. Còn bây giờ thì đừng quên nhấn like, share và theo dõi ủng hộ kênh. Các bạn có thể xem thêm những video liên quan, chỉ cần nhấn vào video bên trái và bên phải của màn hình nhé.